Kiến ơi, có kỷ lục thế giới nào mà ai ai cũng có thể phá được không Kiến? Có nha em ơi, nghe thì tưởng chừng vô lý, nhưng nó lại là sự thật đấy. Đầu tiên là kỷ lục mặc áo nhanh. Kỷ lục ghi nhận là mặc 31 chiếc áo trong vòng 1 phút, tức là mỗi chiếc chỉ khoảng 2 giây thôi đấy. Với kỷ lục này, các ông chỉ cần chắc chắn mình có những chiếc áo đủ rộng để mặc lồng vào nhau là ok rồi. Kỷ lục thứ hai là ăn hết một bát pasta trong thời gian ngắn nhất. Lại là một kỷ lục về ăn uống khác và thành tích là 113,3 gram pasta trong 26,69 giây xác lập tháng 9 năm 2017. Với kỷ lục này, ông nào tự tin mồm mình vừa to vừa rộng lại còn vừa ăn nhanh thì thử xem, có khi phá kỷ lục thế giới chứ. Kỷ lục thứ ba là trong 30 giây dính nhiều giấy nhớ lên mặt nhất, và người giữ kỷ lục này đã dính 38 tờ giấy nhớ. Cái này chắc chỉ cần nhanh tay thôi, tay ông nào nhanh thì bao thắng game luôn đấy. Thử ngay xem nào các ông ơi. Cái thứ tư là kỷ lục 1 phút vỗ tay được nhiều lần nhất. 1.103 lần vỗ tay đã được kỷ lục gia xác lập tháng 2 năm 2018. Các ông thử xem mình có phá vỡ được không nha. Kỷ lục dễ ợt cuối cùng là hét đấy. Kỷ lục này được xác lập vào tháng 10 năm 2000 với thành tích 129 decibel. Tôi cam đoan kỷ lục hét này thì nhiều ông nhiều bà là phá đảo được luôn đấy. Đi du lịch Campuchia cần lưu ý gì không Kiến? Lưu ý nhiều chứ, còn lưu ý gì thì để Kiến tôi nói cho mà nghe nha. Vào việc luôn cho nóng đây này. Hôm nay hãy cùng thử xem anh bạn gần nhà mình có những luật cấm gì quái đản không nhé các ông ơi. Đầu tiên là không ăn hay bắt tay bằng tay trái khi sang xứ sở này các ông ơi. Khi các ông ở Campuchia nên lấy thức ăn và nhiều việc khác bằng tay phải, không nên dùng tay trái, đặc biệt là khi bắt tay người khác. Nguyên nhân là vì người Campuchia cho rằng tay trái chỉ để làm những việc khi ở trong nhà vệ sinh thôi. À, kể cả khi các ông muốn chỉ một món đồ hay một ai đó thì nên dùng cả bàn tay phải, tránh dùng một ngón tay để chỉ trỏ nha. Cái thứ hai, ở xứ sở này họ coi trọng phần đầu lắm, nên tuyệt đối không có chuyện các ông được tự do chạm vào đầu hay xoa đầu một ai đó đâu. Hành động này ở Việt Nam mình thì dễ thương cưng xỉu, nhưng ở Campuchia thì lại cấm tiệt đó nha. Cái thứ ba là các ông hãy chú ý đôi chân của mình. Người Campuchia coi trọng phần đầu bao nhiêu thì phần chân họ cũng coi trọng như vậy. Nên là khi ngồi, các ông chú ý đừng để đôi chân chỉ thẳng về phía người khác, nếu không muốn bị coi là bất lịch sự nha. Cái cuối cùng mới là hết nước chấm đây này, đó là tránh nhắc những vấn đề nhạy cảm khi ở đây các ông ạ. Một vài chuyện như chuyện người lớn, chuyện chiến tranh, chính trị thì khi ở nước mình các ông có thể tự do bàn luận, nhưng sang đây là cấm tiệt đó nha. Kiến thấy ở Sài Gòn điều gì là thú vị nhất? Mỗi lần vào Sài Gòn thì có rất nhiều điều thú vị với Kiến, nhưng mà Kiến thấy có hai điều này đặc biệt thú vị nha. Đầu tiên thì là những con hẻm mê cung. Sự thật ở Sài Gòn, ngoài những con đường to lớn đẹp đẽ thì người Sài Gòn vẫn sống trong những con hẻm, nơi mà họ cho rằng vào thì dễ, ra thì mới khó. Đấy là chưa kể số nhà ở đây cũng rất lạ cao ngạ, xẹt nọ xẹt kia, vô cùng khó hiểu với những người lần đầu tới đây. À, lại còn thêm cái khoản số nhà mới, số nhà cũ nữa chứ. Mỗi nhà xương xương cũng có ít nhất đến 2-3 số nhà cũ khác nhau. Thế này thì đúng là khổ cả anh shipper rồi, không thuộc đường thì đúng là chỉ có hẹo. Cái thứ hai là những tấm biển tử tế và hài hước. Vào Sài Gòn, các ông sẽ bắt gặp những tấm biển cứ phải gọi là hết nước chấm luôn đấy. Đây đây, với những tấm biển này thì đừng tưởng có tiền là anh sẽ đánh nha. Rảnh, anh mới đánh máy cho nha. Không những thế, lại còn không xài ni lông. Đúng là anh chủ thân thiện với môi trường đây mà. Còn đây, nhắc nhở đáng yêu thế này thì cô cậu nào không nghe theo cho nổi chứ. Đã vậy, lại còn vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Hay cô lao công nào mà nhận được túi đồ này cũng sẽ ấm lòng lắm luôn đấy. Đây là hai điều mà tôi thấy khá thú vị ở Sài Gòn. Còn các ông thấy điều gì hay ho thì nhớ share cho mọi người biết nha. Cơ thể con người mình có gì thú vị chưa từng tiết lộ không Kiến? Có rất nhiều điều thú vị nha. Hãy để Kiến tôi bật mí cho nha. Đầu tiên thì nhiệt lượng cơ thể sinh ra trong 30 phút là đủ để đun sôi 1,8 lít nước. Sự thật, nhiệt độ trung bình của một người khỏe mạnh là 37 độ C. Tuy nhiên các chuyên gia cho biết nhiệt độ bên trong cơ thể thì lớn hơn đấy. Cái thứ hai là một người đàn ông có thể làm bố của toàn bộ dân số trái đất. Ngạc nhiên chứ, một nam nhân trưởng thành có thể sản sinh ra 10 triệu tinh binh mới mỗi ngày bên trong tinh hoàn. Theo các tính toán, nếu mỗi tinh binh đều được thụ tinh thì anh chàng này sẽ là bố của toàn bộ dân số thế giới trong 6 tháng. Và cái cuối cùng là đường dẫn khí trong phổi có chiều dài còn lớn hơn chiều dài của Việt Nam các ông ơi. Phổi của chúng ta chứa khoảng 2.400 km đường dẫn khí với số lượng khoang rỗng chứa khí là 300 đến 500 triệu. Trong khi đó, chiều dài của Việt Nam tính theo đường chim bay chỉ rơi vào khoảng 1.700 km thôi. Ôi không ngờ luôn đấy, cơ thể chúng ta tưởng nhỏ bé mà cũng có những cái da gì này nọ phết nhờ. Toàn những số liệu bất ngờ thế này cơ mà. Có thói quen nào bình thường ở Việt Nam nhưng lại gặp rắc rối khi ở nước ngoài không Kiến ơi? Ôi, có nha em ơi, có nhiều là đằng khác. Đầu tiên là ăn bốc tại Chile. Khi đến Chile, không cần biết các ông ăn gì, nhưng không nên dùng tay để bốc, kể cả khoai tây chiên nha. Người Chile quan niệm việc chạm tay vào thức ăn sẽ khiến mùi vị không còn nguyên vẹn nữa và là kiểu ăn không đúng chuẩn mực. Đó là lý do bữa ăn nào của họ cũng phải sử dụng dao dĩa, và người nước ngoài khi đến đây cũng nên như vậy, các ông lưu ý nha. Cái thứ hai là chớ có dại đi cả giày vào nhà khi ở Nhật Bản. Tại Nhật Bản,
các ông cần phải bỏ giày ở khu vực sau cửa chính, ngăn cách với sàn nhà bằng một bậc sàn trước khi vào nhà. Lý do cho hành động này thì là để nhà sạch. Thời kỳ xưa ở Nhật Bản, nhà thường được lót chiếu dâm đan là nơi để ăn uống, ngủ nghỉ, nên chỉ đôi chân trần mới được phép dẫm lên đó mà thôi. Cuối cùng thì hết nước chấm luôn. Đó là tại Bulgaria thì gật đầu không phải là đồng ý đâu. Sự thực thì Bulgaria giống như một thế giới riêng so với cả nhân loại vậy. Với họ, lắc đầu nghĩa là đồng ý, còn gật đầu nghĩa là không. Nhìn chung khi đến đây, các ông nên hạn chế trả lời bằng những hành động phi ngôn ngữ, kẻo lại rước họa vào thân thì khổ cho đấy. Kiến ơi, mình có được mang dép đi một lần ở khách sạn vì không thế? Được, được chứ em ơi. Thậm chí không chỉ có dép đâu, mà còn rất nhiều những món đồ khác nữa. Cái đầu tiên thì chính là đôi dép như ông bảo đấy. Đây chỉ là đôi dép dùng một lần thôi, và tưởng chừng những thứ này không có giá trị cao. Tuy nhiên, nếu các ông ở khách sạn vài lần trong năm thì khi cộng lại sẽ có vài đôi dép để đi trong nhà chứ còn sao nữa. Vật dụng này rất tiện nên bỏ đi vì phí lắm nha. Cái thứ hai là một số đồ dùng vệ sinh cá nhân. Nếu các ông không mang đồ vệ sinh cá nhân kiểu dầu gội sữa tắm có sẵn trong khách sạn về thì khi dọn dẹp, phục vụ phòng cũng sẽ bỏ đi thay đồ mới thôi. Cuối cùng là một số đồ uống. Mặc dù hầu hết thức ăn trong phòng cần phải trả tiền và giá cả rất đắt, nhưng trên thực tế có một số đồ uống miễn phí trong phòng khách sạn đấy nha. Và những đồ uống này thường được cung cấp bao gồm trong giá phòng. Tôi thấy hầu hết các ông đều bỏ qua loại đồ uống ngon rẻ này. Vì trả tiền thì nên mang đi, không thể lãng phí một cách vô ích nha các ông ơi. Kiên ơi, sao đến Nhật Bản chúng ta lại có cảm giác ngập tràn yêu thương thế nhỉ? Nói gì thì nói chứ, ở Nhật Bản vẫn có những điều vô cùng là văn minh và vô cùng là dễ thương nha. Đầu tiên là những miếng dán dành cho người khuyết tật. Các ông chắc cũng biết rằng biểu tượng chung của người khuyết tật trên thế giới thường là hình ảnh người ngồi xe lăn thế này đúng chưa? Nhưng ở Nhật, họ chọn cỏ bốn lá làm biểu tượng các ông ạ. Lý do là vì người Nhật không muốn gieo sự nhầm lẫn rằng ai khuyết tật cũng phải ngồi xe lăn. Hơn nữa, vì cỏ bốn lá vốn là biểu tượng của may mắn vì nó hiếm ấy, nên là hình ảnh ấy tạo cảm giác cho một sự đặc biệt hơn là mất mát. Quả nhiên là hết sức nhân văn đấy nhở. Cái thứ hai là sự quan tâm lớn dành cho người khiếm thị ở Nhật Bản, cứ phải gọi là số 1 luôn. Bằng chứng là gần như tất cả mọi thứ, từ lon nước, bản đồ cho đến nút xả toilet đều khắc chữ nổi. Thậm chí nhiều vỉa hè cũng có lát những đường nổi lên nhằm hỗ trợ người khiếm thị nhận biết đâu là vạch nguy hiểm nữa cơ mà. Cái cuối cùng là miếng dán dành cho tài xế cao tuổi. Có thể các ông không biết, chứ tại Nhật Bản, những tài xế trên 70 tuổi được khuyên nên dán miếng sticker như hình trên lên xe. Làm thế này để tài xế khác có thể chủ động nhượng bộ khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn hơn đấy. Kiến ơi, uống nhiều nước lạnh vào mùa hè có sao không ạ? Có sao nha. Tưởng chừng như uống nước lạnh là để giải khát, nhưng mà thực ra vẫn ẩn chứa rất nhiều những nguy hiểm. Các ông có công nhận là cái việc mùa hè đang nắng nóng thế này mà làm cốc nước mát cứ phải gọi là phê từ đầu đến chân luôn đúng không? Nhưng sự thật thì cái việc uống nước lạnh này nó không hề tốt một chút nào luôn đấy. Đầu tiên là nếu uống nhiều nước đá lạnh sẽ làm co mạch máu, gây đầy bụng, khó tiêu. Tuy trời nóng nhưng nhiệt độ cơ thể chúng ta lúc nào cũng ở mức 37 độ C. Khi các ông uống cốc nước đá lạnh, thậm chí chỉ 15 đến 20 độ C sẽ làm co các mạch máu trong cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, hấp thụ. Như vậy, các ông sẽ có cảm giác đầy bụng, khó tiêu đấy. Ngoài ra, tôi biết có rất nhiều ông có thói quen uống nước đá trong lúc đang ăn. Nếu thức ăn có chất béo thì nước lạnh sẽ làm đông gói chất béo lại, khiến cơ thể khó tiêu nha. Cái thứ hai thì thực sự khi các ông uống nước lạnh, cơ thể sẽ phải tiêu hao năng lượng để hâm nóng nguồn nước đó vào cơ thể chứ còn sao nữa. Đấy là tôi còn chưa nói đến việc uống nước lạnh sẽ khiến cho các ông bị hắt hơi, sổ mũi và viêm họng nữa chứ. Việc uống nhiều nước lạnh sẽ làm tăng tiết dịch nhầy trong cơ thể, làm suy giảm hệ thống miễn dịch. Thế mà vẫn chưa chừa, lạ ghê. Nói chung, uống thì ngon mồm, nhưng tém tém lại nha các ông ơi. Bệnh vào người, rồi chỉ khổ mình chứ còn khổ ai nữa.